Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Hoa Hương Nguyệt nhìn chung quanh mảnh phế tích này, cau mày, chăm chú lôi kéo trầm tường tay, bởi vì nàng cảm giác được trong này tràn đầy một loại khí tức đáng sợ. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Hoa Hương Nguyệt nhìn trầm tường hẳn là cổ lão nhất đám kia nhân vương tộc bộ lạc này thái cổ thánh địa rất có thể là bọn họ phát nguyên địa. Trầm tường cũng cảm giác được trong này có một loại khí tức mạnh mẽ. Hoa hương nguyệt lần trước đến thời điểm không có tìm được chỗ này là bởi vì trong này bị trận pháp cho ẩn giấu đi mà đây đã là một cái phế tích. Còn bị một cái lợi hại đại trận ẩn giấu đi 10 vạn năm lâu dài, có thể đoán được trong này nhất định là có cái gì lợi hại đồ vật. Cảm giác được không ổn sau khi trầm tường lập tức sử dụng la thiên môn mở ra một cánh cửa đi mau trầm tường lôi kéo hoa hương nguyệt vội vàng tiến vào cánh cửa kia cùng lúc đó bọn họ cảm ứng được mặt sau truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc xít gào cùng với một cỗ để bọn hắn cả người run lực lượng khí tức là một con rồng lòng tuyết di kinh hô lên bất quá từ cỗ khí tức kia đến xem con rồng này không phải chúng ta hoàng long tộc nói không chắc là do giao tiến hóa thành cấp thấp long bất quá đối với phàm giới mà nói thứ này cũng là rất mạnh, dĩ nhiên là một con rồng. Điều này làm cho trầm tường trong lòng khiếp sợ không thôi, để hắn có một loại mạc danh kích động, hắn tu luyện diệt long thần vũ, chính là chuyên môn đem ra giết long. Hắn muốn thử xem những này long vũ lợi hại, bất quá bây giờ nhưng không thể, bởi vì cái kia long thực lực rất mạnh. Liền ngay cả hoa hương nguyệt cũng bị sợ đến hoa dung thất sắc. Thật không nghĩ tới, phàm giới bên trong thậm chí có long tồn tại cũng còn tốt ngươi này tiểu bại hoại đủ cơ linh. Hoa hương nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi, vì hơi thở hồn hển nàng phàm là giới bên trong so sánh với nhân vật cường đại. Nhưng đối mặt long loại cường đại này thú loại nhưng có một loại cảm giác vô lực. Hiện tại trầm tường cùng hoa hương nguyệt cũng biết cái kia huyết lôi sơn hải chính là có nhân cố ý làm ra là vì không cho nhân đi vào nơi này nếu như một ít lợi hại trận pháp đại sư đi vào vừa vặn phát hiện nhốt lại cái kia long trận pháp bọn họ nói không chắc bởi vì hiếu kỳ đem trận pháp kia phá tan đến thời điểm nhưng chỉ là phàm vũ giới tai nạn nha xem ra là nhân vương tộc đem long cho nhốt lại chủng tộc này xác thực đủ cường hoa hương nguyệt thở dài nói đương nhiên nhất làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi chính là Trầm Tường trong tay vậy cũng lấy mở ra truyền tống môn mâm tròn. Cái kia lão tiền bối không cho phép ta đem chuyện của hắn tiết lộ ra ngoài, cho nên ta không thể nói cho ngươi biết. Sau đó hay là có thể? Trầm Tường bất đắc dĩ mà nói rằng: "Yên tâm đi ta sẽ không buộc ngươi nói cho ta biết, chúng ta lúc rời đi cũng có thể dùng đồ chơi này rời khỏi sao?" Hoa Hương Nguyệt hỏi: "Đương nhiên có thể. Ta còn có thể dùng để trở về Thần Vũ Đại Lục, thực lực đủ còn có thể vượt qua thế giới." trầm tường nói rằng hắn phi thường muốn đi cái khác thế giới nhìn nghe được có thể đi cái khác thế giới hoa hương nguyệt cũng kích động lên muốn đi cái khác thế giới cũng không đơn giản chỉ có một ít lợi hại trận pháp đại sư thông qua đại trận truyền tống ra ngoài còn có chính là tìm kiếm một ít vết nứt không gian chống lại vết nứt không gian bên trong xé rách lực lượng qua lại đến thế giới nhưng nếu như vậy bình thường đều rất khó lại trở về mình nguyên lai là thế giới phạm vũ giới tuy rằng rất lớn thế nhưng đối với những này sống vạn năm bá chủ mà nói liền có vẻ mười phần nhỏ bé tỷ như hoa hương nguyệt vì tìm kiếm dược liệu nhiều năm qua liền du lịch quá rất nhiều cái đại lục cái kia dược viên cũng là tại một cái trận pháp bên trong sao hoa hương nguyệt hỏi bằng không một cái to lớn như vậy dược viên ở chỗ này nàng nhất định có thể tìm được trầm tường gật đầu nói hẳn là bất quá dược viên là trên mặt đất các ngươi lúc tiến vào e sợ không nghĩ tới tại sâu lòng đất diện có đồ tốt đi hoa hương nguyệt hừ nhẹ nói ai sẽ nghĩ đến rất nhanh trầm tường cứ dựa theo bản đồ kia tìm được một gốc cây trái phải đánh dấu thụ tuy rằng đã qua rất nhiều năm nhưng này đánh dấu vẫn vẫn tại thấy thô to trên cây khô một cái nho nhỏ lý tự hoa hương nguyệt liền biết cái kia dược viên lối vào nhất định là tại trên ngọn cây này cánh rừng rậm này to lớn như vậy hơn nữa loại khổng lồ này cây cối đếm bằng ức ai sẽ chú ý tới cái này chỉ có đầu ngón tay như thế to nhỏ tự lý thiên tuấn không chỉ là một cái đan vương hắn tại trận pháp luyện khí phương diện cũng là rất mạnh hắn muốn làm ra những này ngoạn ý cũng hẳn là việc nhỏ như con thỏ trầm tường thì có một quyền luyện khí bảo điển từ khi hắn đạt được cái kia bốn cái luyện đan sư ký ức sau khi liền cái kia luyện khí bảo điển bên trong phức tạp linh văn lại nhiều lợi hại cũng rõ ràng tại sao liễu mộng nhi sẽ đối với những này linh văn như vậy mê bởi vì những này linh văn đều phi thường lợi hại, hơn nữa rất thâm ảo. Trầm tường dùng đầu ngón tay đè lại cái kia, lý tự, rất dễ dàng liền đâm đi vào, nếu như không có địa đồ không có chỉ thị. Ai đều sẽ không biết nơi này có một cái cơ quan. Đem ngón tay đầu chạc sau khi đi vào, chỉ thấy cái kia thô to trên cây khô xuất hiện một đạo màu trắng quang môn. Hoa hương nguyệt hơi kích động lên. Nàng đoán cái kia dược viên bên trong nhất định là có không ít chân quý dược liệu. Vào đi thôi trầm tường cùng hoa hương nguyệt tay nắm cầm tay đi vào bọn họ sau khi đi vào bắt được đóng cửa biến mất rồi mà trong này rất sáng sủa có một cái cầu thang uốn lượn hướng về mặt đất cầu thang đi thông rất sâu lòng đất đi xong cầu thang sau khi trầm tường cùng hoa hương nguyệt phía trước xuất hiện một đạo cửa đá mở ra cửa đá đó là một cái thật dài đường hầm tại đường hầm vách tường hai bên mặt trên tảng đá đều tự động sáng lên bạch quang được Nơi này thực sự là chỗ tốt nha." Trầm Tường hít sâu một hơi, bởi vì nơi này linh khí phi thường nồng nặc. "Ừm, ta nghĩ bên trong cái kia dược viên bùn đất đã biến thành linh thổ, dùng để trồng linh dược là hay nhất." Hoa Hương Nguyệt nói rằng. Trầm Tường cùng Hoa Hương Nguyệt lúc này đều kích động dị thường, bọn họ đều là luyện đan sư, đối với bọn hắn tối có sức mê hoặc cũng chỉ có những này chân quý dược liệu dù sau đó là đan vương lưu lại đồ vật chắc chắn sẽ không phổ thông hơn nữa đan vương lý thiên tuấn đã từng đã tiến vào đệ nhất huyền cảnh ở bên trong có vô số chân quý dược liệu hắn khẳng định làm ra rất nhiều đi tới phần cuối chính là vỗ một cái cửa sắt ở phía trên có một cái xuyên chìa khóa địa phương thấy hoa hương nguyệt muốn vung trưởng nổ nát cánh cửa này trầm tường vội vã ngăn cản cười nói ta có chìa khóa cái kia chìa khóa là thông dụng chỉ cần là lý thiên tuấn dược viên môn đều có thể mở ra trầm tường chìa khóa cắm đi vào xoay tròn một vòng sau khi cửa sắt tự động mở ra trầm tường cùng hoa hương nguyệt đều căng thẳng thần kinh nín hơi nhìn cái kia phiến cửa sắt chậm rãi mở ra mà bên trong chảy ra nồng nặc linh khí để bọn hắn cảm thấy phấn chấn đặc biệt là người được một cỗ nồng đậm linh hoa linh thảo đặc biệt hương vị lúc càng làm cho bọn họ kích động cực kỳ cửa mở ra trầm tường cùng hoa hương nguyệt ở ngoài cửa là có thể thấy bên trong cái kia mỹ lệ dược viên gieo rất nhiều hoa cỏ cây cối bọn họ một chút liền nhận ra vài loại rất quý hiếm linh dược mà khi bọn họ đi sau khi đi vào chỉ nhìn thấy một lão già chính cười dài đến nhìn bọn họ nơi này dĩ nhiên sẽ có người này có thể để đem trầm tường cùng hoa hương nguyệt sợ đến không nhẹ lão nhân giống như đã sớm biết trầm tường bọn họ sẽ đến như thế cho nên không có chút nào kinh ngạc ngược lại là trầm tường cùng hoa hương nguyệt nghĩ mãi mà không ra tại sao cái này đóng kín nhiều năm địa phương sẽ có một người ở chỗ này hoa hương nguyệt đầu tiên nghĩ đến chính là lão nhân này rất có thể chính là cái kia đan vương lý thiên tuấn mà trầm tường lại biết lý thiên tuấn đã đi tới thiên giới vũ thương hoành vẫn ở phía trên nhận thức hắn ngươi là ai trầm tường hỏi khắp khuôn mặt là cảnh giác hắn cùng hoa hương nguyệt đều không nhìn ra lão nhân này thực lực lão nhân mặc một bộ rất cũ kỳ quần áo màu trắng trang phục đến mười phần sạch sẽ trên mặt cũng tràn đầy an lành nụ cười hắn cười nói ta là chờ người của các ngươi lúc này trầm tường cùng hoa hương nguyệt mới chú ý tới cái loại này mãn linh dược địa phương bị một cái trận pháp lồng đó là một cái rất lợi hại trận pháp dược viên tuy rằng tại sâu lòng đất nhưng trong này diện nhưng phảng phất một cái huyền cảnh như vậy dĩ nhiên có thể thấy Lam Thiên. Người ở nơi này chờ chúng ta làm gì trầm tường lại hỏi. Từ cái này dược viên thành lập hảo thời điểm ta vẫn ở chỗ này chờ các ngươi. Đúng rồi, cái này dược viên là sư phụ thành lập ta ở nơi này trông giữ rất lâu, đã không nhớ rõ đã bao nhiêu năm. Lão nhân kia cười nói, trầm tường cùng hoa hương nguyệt lại là cả kinh. Lão nhân này dĩ nhiên là đan vương Lý Thiên Tuấn đồ đệ không cần phải lo lắng các ngươi có thể đạt được những này linh dược chỉ bất quá đến thông qua thử thách lão nhân kia nói rằng trầm tường cùng hoa hương nguyệt nhìn nhau một chút trầm tường hỏi khảo nghiệm gì lão nhân thấy trầm tường cùng hoa hương nguyệt chăm chú lôi kéo tay liền nghi hoặc mà hỏi các ngươi là phu thê vẫn là tỷ đệ thực lực cách biệt cũng quá là nhiều đi nếu như nam so nữ mạnh vậy còn nói còn nghe được trầm tường khẽ mỉm cười không sai chúng ta là vợ chồng khà khà tiểu tử đừng lừa gạt lão nhân ra ta, ta tuy rằng không ra rất nhiều năm. Nhưng thế giới bên ngoài hẳn là sẽ không trở nên như thế thái quá. Lão nhân kia lắc đầu nở nụ cười. Hoa hương nguyệt trắng trầm tường một chút buông lỏng ra trầm tường tay, nói rằng. Ta và hắn là bằng hữu đến cùng là khảo nghiệm gì quá đòi mạng, chúng ta cũng không được. Không nguy hiểm, chỉ là cùng ta tỉ thí một chút luyện đan hay dùng này dược viên bên trong linh dược tỉ thí, hơn nữa luyện chế cái gì đan đều do ta mà nói. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm của ta mới có thể chứng minh các ngươi nắm giữ đạt được cái này dược viên tư cách đây không tính là quá mức chứ, lão nhân kia nhìn hoa hương nguyệt nói rằng. Hoa hương nguyệt trong cơ thể cây gỗ này hỏa khí bên ngoài, để trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, hắn xem xuất hoa hương nguyệt là một cái rất lợi hại khống hòa cường giả, hơn nữa thực lực cường hãn. Nhất định là một cái cao giai luyện đan sư. Mà Trầm Tường thực lực này yếu ớt tiểu lâu la, hoàn toàn bị lão nhân này không nhìn, điều này làm cho Trầm Tường phi thường không tính. Không thành vấn đề, chỉ bất quá ngươi thi đấu quy tắc không muốn quá hà khắc, ngươi cũng không thể yêu cầu ta đi luyện chế tiên đan đi." Hoa Hương Nguyệt nói rằng. Lão nhân gật đầu, hỏi, "Ngươi cao nhất có thể luyện chế cái gì đan?" "Thiên cấp trung phẩm." Hoa Hương Nguyệt lạnh nhạt nói đạo, này nhưng làm Trầm Tường cùng lão nhân kia dọa sợ rồi trầm tường nguyên bản cho rằng hoa hương nguyệt cực hạn hẳn là thiên cấp hạ phẩm đan mà có thể luyện chế thiên cấp trung phẩm đan đây chính là đan tông đan tông trở lên đi chính là đan vương đây là phàm giới luyện đan sư cực hạn tuy rằng đan tông so đan vương kém một chút nhưng ở phàm giới bên trong nhưng phi thường ít ỏi dùng liền tính có thể luyện chế thiên cấp thượng phẩm đan cũng không có thể bị gọi là đan tông càng trọng yếu là hoa hương nguyệt là một người phụ nữ hơn nữa thực lực cường hãn xem ra tuổi trẻ khuôn mặt đẹp có rất lớn tiền đồ tốt lắm ta sẽ vì ngươi chế định một cái quy tắc sau đó so với ta thí lão giả kia lúc này hết sức kích động năm đó sư phó của hắn để hắn ở lại chỗ này hắn một cái đáp ứng nhưng nhất lưu chính là rất nhiều năm hắn ở nơi này cô độc đến muốn chết hiếm thấy có người đi tới lão nhân ở trong này nhưng là cả ngày nghiên cứu đan đạo hiện tại gặp được một cái lợi hại đối thủ, hắn đương nhiên muốn cùng Hoa Hương Nguyệt tranh tài một phen. Lão tiền bối, ngươi là đan vương Lý Thiên Tuấn đồ đệ sao? Xin hỏi tôn tính đại danh, trầm tường hỏi hắn cũng muốn cùng lão nhân này tỉ thí một phen, cao dai đan hắn đừng đùa, nhưng huyền cấp đan, hắn hay là đối với chính mình vô cùng tin tưởng. Hắn bây giờ nhưng là bị trở thành phàm vũ giới năm thứ nhất khinh luyện đan sư lão nhân gật đầu nói, ta là sư phụ thu dưỡng, cho nên ta với hắn tính, ta gọi Lý Bảo Tuấn, các ngươi đâu? Trầm tường, hoa hương nguyệt, Lý Bảo Tuấn nói rằng, yên tâm, ta sẽ để ngươi và ta tỉ thí luyện chế thiên cấp đan, luyện chế loại này đan cần rất lớn vận may, hơn nữa dùng để so đấu cũng nhìn không ra trình độ, cần phải thời gian nhiều. Cũng rất lang phí dược liệu, Lý tiền bối, không nói gạt ngươi, bản đồ kia là ta đạt được. Ta cảm thấy hai người chúng ta đều hẳn là tiếp thu thử thách mới được, tiểu tử ta cũng học hơn 10 năm trước luyện đan thuật." Trầm Tường nói rằng, Lý Bảo Tuấn căn bản không muốn cùng Trầm Tường như vậy tiểu quỷ so đấu luyện đan, hắn thấy Trầm Tường rất trẻ tuổi, hơn nữa thực lực yếu ớt, hắn phỏng chừng Trầm Tường tuổi tác hẳn là tại 30. 40 tuổi như vậy, luyện đan phương diện khẳng định chẳng tốt đẹp gì hoa hương nguyệt phát hiện lý bảo tuấn rất xem thường trầm tường trong lòng cũng âm thầm thế trầm tường cảm thấy khó chịu nàng đối với trầm tường luyện đan bản lĩnh phi thường bội phục nếu như nói so đấu luyện chế cấp thấp đan bản thân nàng đều bái phục chịu thua đúng là hắn dẫn ta đến nếu như đạt được này dược viên hắn phân không phân cho ta toàn xem tâm tình của hắn hoa hương nguyệt cười nói lý bảo tuấn lão mi vừa nhíu hắn cảm thấy thế giới này thay đổi run dế như thế tiểu tử dĩ nhiên có thể khiến hoán một cái thực lực cùng luyện đan phương diện đều là rất mạnh nữ nhân hơn nữa nữ nhân này vẫn dài đến như hoa như ngọc đẹp như thiên tiên hắn cảm thấy hoa hương nguyệt đầu óc có vấn đề lý bảo tuấn vẫn là phi thường có nguyên tắc dược viên muốn giao ra nhưng đạt được dược viên người đến trải qua thử thách mới có thể có tư cách đạt được được rồi ta liền miễn cưỡng một ít để hai người các ngươi so với ta ta một cái đối với hai người các ngươi nếu như các ngươi vẫn không thắng được ta như vậy các ngươi cũng không xứng đặt được cái này dược viên lý bảo tuấn nói rằng dược viên bên trong linh dược không ít cấp bậc cao nhất chính là địa cấp thượng phẩm thấp nhất cũng là chân nguyên đan bạch ngọc tán những này hơn nữa còn có luyện chế trúc cơ đan ngũ hành chân nguyên đan mệnh nguyên đan các loại nhiều loại huyền cấp hạ phẩm đan dược liệu huyền cấp trung phẩm cùng thượng phẩm cũng có một chút nhưng không nhiều quy tắc tỷ thí các người yên tâm sẽ rất công bằng ba cục hai thắng trước hết thắng được hai chàng thắng lợi cái kia phương liền tính thắng lợi tiểu tử người cao nhất có thể luyện chế cái gì đan lý bảo tuấn hỏi trầm tường nói rằng huyền cấp hạ phẩm lý bảo tuấn cả kinh hắn nguyên bản cho rằng trầm tường nhiều lắm chính là linh cấp thượng phẩm không nghĩ tới tuổi còn trẻ là có thể bước vào huyền cấp hạ phẩm cái giai đoạn này đương nhiên Người như vậy cũng không phải là không có, chỉ bất quá rất ít mà thôi. To như vậy một cái phàm vũ giới, có thể tại trầm tường cái tuổi này luyện chế ra huyền cấp hạ phẩm đan người xác thực không nhiều. Chờ một chút, ta nghĩ một cái tốt hơn so pháp, vừa bảo đảm công bằng, có thể làm cho chúng ta song phương thể hiện ra luyện đan trình độ đến. Lý Bảo Tuấn nói rằng, dược viên bên trong có một cái tròi nghỉ mát trầm tường cùng hoa hương nguyệt liền ngồi ở chỗ đó, một bên uống hương vị ngọt ngào ngon miệng trà lai. Một bên chờ đợi cái kia lý bảo tuấn nghĩ tới đây so đấu luyện đan so pháp. Trầm tường vuốt hoa hương nguyệt cái kia lại trực lại trường tóc đen, hoa hương nguyệt cũng chẳng nói hắn. Chỉ là dùng một đôi phủ mị đến có thể nhỏ xuất thủy đôi mắt đẹp nhìn hắn, trầm tường ở trong mắt nàng tựa như một cái hài tử, nhưng có đôi khi nhưng rất nam nhân. Tiểu bại hoại sau khi trở lại ta khả năng muốn bế quan một quãng thời gian sau đó ngươi có việc đi tìm mộng nhi đi hoa hương nguyệt nói rằng trầm tường phải cho hoa hương nguyệt vài phần vẫn mệnh đan dược liệu cùng một cái tạo hóa quả hắn hỏi ngươi muốn bế quan bao lâu nếu như ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm ngươi làm sao bây giờ trực tiếp đến đan hương đào nguyên đến thời điểm ngươi trực tiếp đi đan hương đào nguyên cấm địa tìm ta nơi nào chỉ có trải qua ta cho phép mới có thể đi vào Hoa hương nguyệt lấy ra một hạt hạt châu màu trắng đưa cho trầm tường. Đến thời điểm ngươi xuất ra hạt châu này là có thể an toàn tiến vào. Còn có, sau khi đi vào, hay nhất đừng tùy tiện giống to kêu to, có người đi vào ta sẽ biết. Hoa hương nguyệt nói rằng, trầm tường gật đầu tiếp nhận hạt châu kia thưởng thức. Lý tiền bối, ngươi thủ này dược viên, hẳn là đạt được không ít linh dược đi. Trầm tường hướng về cách đó không xa một cái hồ nước hô. Lý Bảo Tuấn liền ngồi ở chỗ đó nghĩ đồ vật. Lý Bảo Tuấn nói rằng, đây là đương nhiên, rất nhiều linh dược đều chín, ta chỉ có thể hái xuống mới có thể tiếp tục gieo xuống đi. Bất quá những này đại đa số đều là cấp thấp linh dược. Tiểu tử, đừng ẩm ý ta, ngươi vẫn là cố gắng điều chỉnh trạng thái đi. Trầm tường bĩu môi, kế tục chơi hoa hương nguyệt cái kia thuận hoạt đuôi ngựa bởi vì mặt trên phiêu tán đi ra mùi thơm phi thường nùng. Hương Nguyệt tỷ, trên người của ngươi tại sao mang theo dễ người như vậy hương khí là trời sinh sao? Trầm tường cười nói, người huyết cũng là hương. Hoa hương Nguyệt nhéo một cái cánh tay của hắn. Không cho nhắc lại sự kiện kia. Nghĩ đến trầm tường nằm nhoài bộ ngực nàng hấp huyết cái kia tu nhân sự tình, gò má của nàng liền hơi hồng lên, nhìn ra trầm tường kha kha cười không ngừng. Người thật là thơm, nếu như ôm ngươi ngủ, nhất định sẽ ngủ đến mức rất hương. Trầm tường suy nghĩ miên man điều này làm cho hắn lại bị hoa hương nguyệt đánh một cái đầu. Lý Bảo Tuấn nhìn không được này Tuấn Nam Mỹ nữ ở trước mặt hắn đà tình mạ tiếu căn bản để hắn không cách nào tĩnh tâm hạ xuống. Để hắn khó có thể lý giải được chính là hoa hương nguyệt như thế một cái yêu tú nữ tử vì sao lại cùng như thế một cái tiểu quỷ làm trên. Các ngươi yên tĩnh một điểm, Lý Bảo Tuấn nói rằng muốn một cái so pháp muốn lâu như vậy không kính. Trầm tường hừ nhẹ một câu, điều này làm cho Lý Bảo Tuấn trong lòng âm thầm căm ghét lên, hắn cảm thấy chờ một chút không thể lưu thù. Muốn đem trầm tường này tiểu quỷ cho mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Trầm tường cùng hoa hương nguyệt đợi hơn một canh giờ, cái kia Lý Bảo Tuấn mới lớn tiếng nói, ta nghĩ được. Các ngươi chạy tới, quá khứ sau khi, Lý Bảo Tuấn nói rằng tiểu tử ngươi cao nhất chỉ có thể luyện chế huyền cấp hạ phẩm đan. Cho nên điều này làm cho ta phí đi không ít suy nghĩ, ta bây giờ chỉ muốn đến hai chàng so pháp nếu như so xong hai chàng còn cần trận thứ ba ta đến thời điểm lại nghĩ trầm tường hèn mọn mà nói rằng muốn lâu như vậy mới hai chàng ba trận hai thắng chứ nếu như ta thắng liên tiếp hai chàng như vậy ta liền thắng ta cũng không cần muốn trận thứ ba thi đấu nội dung lý bảo tuấn nói rằng người tốt xấu trầm tường hết chỗ nói rồi Lý Bảo Tuấn nói rằng thi đấu nội dung không phức tạp rất đơn giản. Trận đầu chính là tỷ thí luyện chế một loại huyền cấp hạ phẩm đan xem ai luyện chế tốc độ nhanh, luyện chế cấp bậc quá. Này có thể thấy được một cái luyện đan sư đối với một loại đan luyện chế trình độ. Liền so luyện chế ngũ hành chân nguyên đan, chỗ này của ta có không ít như vậy dược liệu. Hơn nữa cũng là huyền cấp hạ phẩm đan bên trong giường như khó luyện chế bất quá này đối với ngươi mà nói so sánh với chịu thiệt bởi vì ta là một cái cao giai luyện đan sư cho nên vẫn để cho cô nương này đến so với ta thí hay nhất. Ngược lại hai người các ngươi, ai nghĩ ra chiến đều do các ngươi tới quyết định. Lý Bảo Tuấn cho rằng trầm tường cùng hắn tỉ thí đối với hắn mà nói là một loại lớn lao sỉ nhục thấy hắn trong ánh mắt cái loại này xem thường. Trầm tường liền âm thầm thề. Chờ một chút nhất định phải làm cho cái này không biết trời cao đất rộng lão đầu thua răng rơi đầy đất chỗ này của ta có 40 phần ngũ hành chân nguyên đan dược liệu liền để ở chỗ này. Mãi đến tận luyện chế xong liền tính trận đầu thi đấu kết thúc. Quy tắc là như vậy, 40 phần dược liệu do chúng ta đồng thời sử dụng nếu như ngươi luyện chế tốc độ không bằng ta. Đến cuối cùng ngươi nhất định sẽ so với ta sang tới thiếu, nói cách khác tốc độ của ta nhanh, ta có thể luyện chế 30 phân, 35 phân. Lý Bảo Tuấn nói rằng điều này làm cho trầm tường thoại hoa hương nguyệt trong lòng âm thầm buồn cười bọn họ nghe được này quy tắc liền biết thắng bại đã phân bọn họ cũng đồng thời khinh bỉ này lý bảo tuấn nếu như là đồng dạng cấp bậc luyện đan sư phương thức này xác thực rất công bằng nhưng một cái cao giai luyện đan sư cùng một cái cấp thấp luyện đan sư so thời điểm nhất định là cao giai luyện đan sư chiếm ưu thế bởi vì tốc độ nhanh cướp luyện cũng nhiều đương nhiên trầm tường cùng hoa hương nguyệt đều rõ ràng cái kia lý bảo tuấn là muốn cho hoa hương nguyệt ra tay các ngươi không có vấn đề gì chứ lý bảo tuấn hỏi không thành vấn đề trầm tường cùng hoa hương nguyệt đồng thời đáp có vấn đề mới là lạ nếu như là cái khác cấp thấp luyện đan sư có thể là nhất định phải thua nhưng trầm tường không giống liền ngay cả hoa hương nguyệt đều cho rằng bản thân nàng không sánh bằng trầm tường trận thứ hai đây Hoa Hương Nguyệt hỏi, trận thứ hai chính là luyện chế ba loại phổ biến nhất huyền cấp hạ phẩm đan, sẽ từ tổng hợp góc độ đi phán xét tỉ như đan dược phẩm chất, luyện đan tốc độ. Xuất đan số lượng, điểm ấy chúng ta luyện đan sư đều trong lòng hiểu rõ, đến thời điểm chúng ta tự giác điểm chịu thua là được. Lý Bảo Tuấn nói rằng, các ngươi đây không thành vấn đề chứ? Trầm Tường cùng Hoa Hương Nguyệt đều lắc đầu một cái, trong lòng bọn hắn đều âm thầm vui vẻ, bởi vì Trầm Tường có rất lớn nắm chặt liền thắng hai chàng. Lão gia hòa, ngươi nhất định phải thua." Trầm tường thầm nghĩ, Lý Bảo Tuấn lấy ra 40 phần luyện chế ngũ hành chân nguyên đan dược liệu, đặt ở một cái cái sọt bên trong, đều là loạn loạn, nếu như muốn lấy còn phải chính mình từ đó chọn. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều phẩm chất không tốt dược liệu. Hiện tại chúng ta đều các loại chọn một phần, sau đó đồng thời bắt đầu luyện đan. Các ngươi xác định hảo ai tới so với ta thử sao?" Lý Bảo Tuấn hỏi, "Ta đến." trầm tường nói rằng lý bảo tuấn nhíu mày nhìn một chút hoa hương nguyệt chỉ thấy hoa hương nguyệt cũng không có phản ứng gì ai người trẻ tuổi quá tốt cường không phải là cái gì chuyện tốt lý bảo tuấn lắc lắc đầu có chút thất vọng mà nói rằng trầm tường rất muốn nói lão nhân ra quá xem thường nhân cũng không phải là cái gì chuyện tốt lý bảo tuấn cùng trầm tường từ cái kia cái sọt bên trong bắt đầu chọn dược liệu bọn họ đều là trước tiên chọn hảo, nếu như luyện chế tốc độ rất nhanh, đều có thể chọn được hảo, phôi sẽ để lại cho chậm cái kia. Sau khi chọn xong, chính là kiểm tra xong phương lò luyện đan. Hiện tại có thể bắt đầu. Tiểu tử cố gắng nỗ lực. Lý Bảo Tuấn hèn mọn cười nói, phi thường xem thường trầm tường. Trầm tường chưa hề đem này để ở trong lòng, hơn nữa bắt đầu chỉnh lý dược liệu. Hoa hương nguyệt đối với trầm tường rất có lòng tin nàng thấy tận mắt quá trầm tường đã tham gia rất nhiều lần luyện đan thi đấu, hầu như mỗi lần đều có thể tu được hay nhất thành tích. Để hoa hương nguyệt tốt hơn kỳ chính là trầm tường cái kia dường như ruby điêu khắc đi ra lò luyện đan, trước đó nàng cho rằng trầm tường thuật luyện đan cao minh như vậy. Đều là bởi vì cái này lò luyện đan, nhưng cuối cùng nàng thấy trầm tường có thể bỗng dưng luyện đan sau khi, liền không nữa cho là như thế. Bất quá nàng nhưng vẫn như cũ cảm thấy cái kia lò luyện đan có vấn đề xử lý dược liệu thời điểm trầm tường cùng lý bảo tuấn tốc độ là như thế nhanh điểm ấy thật ra khiến lý bảo tuấn cảm thấy mười phần bất ngờ bất quá hắn nhưng vẫn như cũ không cho là trầm tường có thể đánh bại hắn dược liệu tập trung vào luyện đan bên trong sau khi trầm tường cùng lý bảo tuấn cũng bắt đầu chăm chú luyện đan mà trầm tường lúc này thôi thúc viêm long bảo lô bên trong thời gian trận pháp để bên trong thời gian gia tốc bởi vậy viêm long bảo lô bên trong thời gian rồi cùng bên ngoài thời gian không giống Bên trong quá 10 canh giờ, nhưng bên ngoài cũng chỉ là một cái mà thôi. Mặc dù không có Viêm Long Bảo Lô, Trầm Tường sử dụng cái kia Huyễn Pháp Bảo Lô. Dựa vào hắn Thiên Dương Chi Hỏa cùng với hắn Thiên Phú Luyện Đan, luyện chế tốc độ cũng nhanh đến mức thái quá. Mà bây giờ, thần thức của hắn tại luyện trong đan lô giống như quá rất lâu, nhưng bên ngoài nhưng chỉ là quá phi thường thời gian ngắn ngủi. Chỉ là chốc lát thời gian trầm tường liền mở ra lò luyện đan, từ bên trong lấy ra 10 hạt ngũ hành chân nguyên đan. Này có thể để Lý Bảo Tuấn cái kia hai con lão nhãn thiếu chút nữa chừng đi ra, bởi vì này vừa bắt đầu không bao lâu, trầm tường liền luyện được rồi một lò, chỉ là chốc lát thời gian mà thôi. Loại tốc độ này nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tin. Hoa hương nguyệt cũng là bị trầm tường loại này nghịch thiên tốc độ cho dọa đến, nàng cho rằng trầm tường lại nhanh như vậy, chỉ ít cũng phải gần nửa canh giờ ầm một tiếng lý bảo tuấn lò luyện đan phát ra một tiếng vang trầm thấp hắn dĩ nhiên bại lộ điều này làm cho hắn xấu hổ đến nét mặt già nua đỏ chót bởi vì hắn bị trầm tường cái loại này không phù hợp lẽ thường luyện đan tốc độ cho làm cho tâm thần không yên cái này không thể nào lý bảo tuấn hô một tiếng vội vàng chạy tới kiểm tra trầm tường luyện bên cạnh đan lô hộp ngọc, hắn cầm lấy cái kia 10 hạt ngũ hành chân nguyên đan nhìn kỹ, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi, phẩm chất rất tốt, xuất đan số lượng rất nhiều. Nhưng kinh người nhất vẫn là trầm tường luyện đan tốc độ. Mà trầm tường nhưng không để ý tới Lý Bảo Tuấn, hắn ở đây cái sọt bên trong chọn dược liệu. Chăm chú một điểm đi, trầm tường đối với Lý Bảo Tuấn nói rằng điều này làm cho lý bảo tuấn giống như bị người quật một roi như vậy hiện tại hắn biết trầm tường không phải một người bình thường tiểu quỷ lý bảo tuấn sâu hút vài hơi khí làm cho mình bình tĩnh lại bằng không hắn trận đầu liền muốn thua cái kia đối với hắn mà nói nhưng là vô cùng nhục nhã hắn nói chuyện một cái có thể luyện chế thiên cấp đan người lại bị một cái chỉ có thể luyện chế huyền cấp hạ phẩm đan tiểu quỷ đánh bại truyền đi hắn còn làm sao gặp người trầm tường dựa vào viêm long bảo lô bên trong thời gian gia tốc năng lực luyện đan tốc độ xác thực đạt tới một cái phi thường khủng bố cảnh giới, đây cũng là hắn dùng hết toàn lực dưới tình huống. Huống chi hắn bây giờ là cảnh giới cực hạn, trong cơ thể hắn thiên dương chi hỏa nhưng là nâng cao một bước. Kỳ quái ta hỏa diễm mạnh rất nhiều, chính là này chừng 10 ngày trở nên mạnh mẽ chẳng lẽ là bởi vì hút hoa hương nguyệt những ngày huyết duyên cớ trầm tường vừa nãy luyện đan thời điểm liền cảm thấy hỏa diễm của chính mình có chút không đúng tuy rằng đây là chuyện tốt nhưng cũng để hắn khó có thể lý giải được nói như vậy hoa hương nguyệt nhất định là có hỏa hồn hỏa hồn là dung hợp tại nhân huyết nhục bên trong ngươi hút nàng nhiều máu như vậy cho nên đem nàng rất nhiều hỏa hồn lực hút vào trong cơ thể cùng ngươi thiên dương hỏa hồn dung hợp được tô mị Giao nói rằng trước đó trầm tường rồi cùng ngô thiên thiên từng thử hai loại hòa hồn là có thể dung hợp hơn nữa sẽ trở nên càng mạnh hơn lý bảo tuấn lúc này nhưng là tâm loạn như ma bởi vì hắn nghĩ đến trầm tường cái loại này khuôn mặt tốc độ hắn liền không có cách nào tĩnh tâm hạ xuống luyện đan hắn đã kiểm tra trầm tường đan dược đây chính là hàng thật đúng giá ngũ hành chân nguyên đan bất kể là phẩm chất vẫn là xuất đan số lượng đều là hay nhất cái loại này tổng hợp lên xem Trầm Tường đã đem huyền cấp đan luyện đến Đăng Phong tạo cực cảnh giới, điểm ấy hắn xác thực không sánh được Trầm Tường. Rất nhanh, Trầm Tường lại luyện hào một lò, mà Lý Bảo Tuấn không chỉ một lò đều không có luyện chế được, vẫn bể mất một lò, chuyện này đối với Lý Bảo Tuấn tạo thành trọng đại đà kích. Tuy rằng như vậy, nhưng Lý Bảo Tuấn dù sao cũng là một cái sống rất nhiều năm lão gia hỏa, rất nhanh hắn là có thể tỉnh táo lại, luyện được rồi một lò chỉ bất quá hắn này một lò mới tám hạt ngũ hành chân nguyên đan, mà Trầm Tường mỗi một lô đều là 10 hạt. Lý Bảo Tuấn ở chỗ này giữ lâu như vậy. Bất quá ngũ hành chân nguyên đan dược liệu nhưng vẫn là hữu hạn, hắn vốn là lại là một cái cao giai luyện đan sư, đương nhiên sẽ không luyện chế loại này cấp thấp dược liệu. Không giống Trầm Tường, vì nhanh chóng tăng lên thực lực trồng lượng lớn ngũ hành chân nguyên đan dược liệu, luyện chế ra rất nhiều ngũ hành chân nguyên đan, cho nên hắn luyện chế loại đan dược này phi thường thông thạo ở phương diện này hắn có rất lớn ưu thế. Nửa canh giờ trôi qua, trầm tường đã luyện chế được rồi 8 lô ngũ hành chân nguyên đan, mà Lý Bảo Tuấn mới hai lô, bất quá Lý Bảo Tuấn nhưng vẫn duy trì chấn định. Cũng không hề vì vậy mà loạn. Ở một bên quan sát hoa hương nguyệt thấy vừa bắt đầu trầm tường liền dẫn trước nhiều như vậy, trong lòng âm thầm vui vẻ. Bởi vì trước đó Lý Bảo Tuấn rất xem thường trầm tường, mà bây giờ trầm tường nhưng lấy tranh lệch rất lớn, dẫn trước tại trước. Nàng biết Lý Bảo Tuấn trong lòng khẳng định thật không tốt chịu. Đổi lại là nàng tới, nói không chắc vẫn chưa thể như Trầm Tường như vậy thắng được nhẹ nhàng như vậy. Thời gian trôi qua đến mức rất nhanh, hoàn toàn chìm đắm tại luyện đan bên trong Trầm Tường. Căn bản không cảm thấy thời gian đang trôi qua, hắn thấy một lò một lò ngũ hành chân nguyên đan, trong lòng cũng rất là sung sướng, tuy rằng luyện đan là khô khan, nhưng xuất đan đều là rất sảng khoái. 28 lô tổng cộng 280 hạt ngũ hành chân nguyên đan, chất đầy cái kia hộp ngọc nhìn đều cảm thấy là một loại hưởng thụ mà Lý Bảo Tuấn chỉ là luyện chế ra 11 lô, vẫn bể mất một lò. Tổng cộng là 88 hạt, hắn xuất đan số lượng không bằng trầm tường nhiều cho nên từ mọi phương diện đến xem, hắn hoàn toàn thất bại. Khà khà, nếu như ngươi dược liệu luyện chế cho ta. Ta còn có thể nhiều xuất hơn 10 hạt đến, hiện tại ai thắng ai tu hẳn là rất rõ ràng đi. Trầm Tường đắc ý cười nói, "Điều này làm cho Lý Bảo Tuấn nét mặt già nua một đỏ." Trước đó hắn nhưng là tràn đầy tự tin, tự nhận là có thể làm cho Trầm Tường thua phi thường khó coi, nhưng ai biết hiện tại chính mình nhưng thua như thế không có mặt mũi. "Còn có hai chàng đây, trận này là ta sơ sót, hơn nữa ta cũng coi thường ngươi, cuộc kế tiếp ta nhất định sẽ thắng." Lý Bảo Tuấn nói rằng, lại nhặt tự tin, hắn cho là mình là một cái cao giai luyện đan sư tuyệt không có thể bởi vì loại này tiểu đà kích mà ngốc phế trầm tường chỉ là cười cười những đan dược này là cho ngươi chứ nếu như cuối cùng là ngươi thắng liền toàn bộ cho ngươi lý bảo tuấn cũng nhìn không nổi những này cấp thấp đan này đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng phía dưới một hồi là so đấu luyện chế ba loại thường dùng nhất huyền cấp hạ phẩm đan trầm tường lo lắng lý bảo tuấn sẽ làm hắn luyện chế những này hắn không có luyện chế quá thiên môn đan Bất quá hắn cũng không sợ, hắn có diễn luyện pháp, hơn nữa luyện chế huyền cấp hạ phẩm đan công phu đã lô hỏa thuần thanh cho dù đụng với chính mình không có luyện chế quá. Cũng có thể ung dung ứng phó lại đây. Lý Bảo Tuấn nói nghỉ ngơi nửa canh giờ mới bắt đầu cuộc kế tiếp, hắn đây là vì làm cho mình lấy hơi, làm cho mình bình bình tĩnh lại tâm tình hiện tại hắn nhưng là như gặp đại địch giống như vậy không còn vừa nãy cái loại này thư giãn tâm tính hắn thấy trầm tường nhẹ nhàng như vậy liền luyện chế ra ngũ hành chân nguyên đan hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy xuất đan cũng so với hắn nhiều hai hạt là có thể nói rõ trầm tường luyện đan cơ sở rất mạnh rất mạnh lý bảo tuấn cho rằng liền ngay cả sư phụ của hắn đan vương lý thiên tuấn đều tại luyện chế ngũ hành chân nguyên đan mặt trên đều không thể sánh ngang nhau trầm tường Tuy nói trầm tường luyện chế chỉ là huyền cấp hạ phẩm, bất quá một khi trầm tường có thể luyện chế cao giai đan thời điểm cũng sẽ giống như bây giờ, phẩm chất cao, tốc độ nhanh, xuất đan nhiều. Đây chính là căn cứ vào phi thường vững chắc cơ sở dưới mới làm được. Thiên tài hắn nhìn nhiều rồi, nhưng như trầm tường loại này như thế ổn trọng, không tâm cao khí ngạo thiên tài hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như sẽ có một ngày có thể đến tới đan vương cảnh giới này, hắn nhưng là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Đón lấy luyện chế ba loại huyền cấp hạ phẩm đan là rất hữu dụng. Đương nhiên đây cũng chỉ là đối với cấp thấp võ giả mà nói, tỷ như ngươi. Lý Bảo Tuấn nhưng là cho rằng Trầm Tường vẫn là một cái chân võ cảnh võ giả. Trầm Tường cười cười, huyền cấp hạ phẩm đan đối với ta mà nói tác dụng không lớn, ta cần chính là huyền cấp trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Lý Bảo Tuấn cả kinh, hỏi: "Ngươi bây giờ là thực lực ra sao? Vừa thăng cấp cảnh giới cực hạn, linh vũ tiền kỳ?" Trầm tường đáp lý bảo Tuấn nuốt nuốt nước miếng, hắn rất muốn hỏi một chút trầm tường tuổi tác. Nhưng hay là không có hỏi ra khẩu, hắn lo lắng cho mình sẽ bị đà kích có thể học được một thân cao tuyệt như vậy luyện đan bản lĩnh, có thể nắm giữ không tầm thường thực lực. Này muốn tương đương đáng sợ. Này ba loại đan là ngũ hành chân nguyên đan, trúc cơ đan, còn có tẩy cốt đan. Người không có ý kiến chứ, Lý Bảo Tuấn hỏi tẩy cốt đan rất thường dùng sao? trầm tường hiện tại nhưng là rất khó tìm cái kia tẩy cốt đan dược liệu đây là một loại có thể tăng cường võ giả thân thể đan tác dụng là rất lớn nhưng không thường có tại trước đây rất nhiều bất quá tại vạn năm qua trở nên phi thường hy hữu hoa hương nguyệt nói rằng trầm tường gật đầu không có vấn đề gì hiện tại liền bắt đầu đi chúc cơ đan cùng ngũ hành chân nguyên đan hắn đều hết sức quen thuộc nhưng này tẩy cốt đan hắn nhưng chưa từng có luyện chế quá tẩy cốt đan luyện chế độ khó không bằng ngũ hành chân nguyên đan nhưng trầm tường vẫn là từ một ít thư tịch mặt trên biết được vậy còn là có nhất định độ khó hiện tại hắn cũng chỉ có thể sử dụng diễn luyện pháp đi thử nghiệm luyện chế hắn cảm thấy như vậy cũng là tăng lên diễn luyện pháp vận dụng một cái phương pháp cùng cơ hội lý bảo tuấn đưa cho trầm tường ba cái hộp ngọc bên trong phân biệt có ba phân dược liệu trong đó hai loại hắn rất quen thuộc đó là trúc cơ đan cùng ngũ hành chân nguyên đan dược liệu mặt khác một người chính là hắn chưa từng thấy qua ở trong đó ngoại trừ mấy người tham thủ ô linh chi phụ trợ dược liệu ở ngoài còn có ba cái xem lên màu đen trái cây sờ rất cứng rắn cầm lên cảm giác giống như là thiết cầu như thế thấy trầm tường thần tình hoa hương nguyệt là có thể nhìn ra trầm tường là lần đầu tiên luyện chế này tẩy cốt đan trước đó trầm tường cũng làm cho nàng hỗ trợ thu thập tẩy cốt đan dược liệu chỉ bất quá nàng vẫn đều không có tìm được. Người trước đây không có luyện chế quá tẩy cốt đan sao? Lý Bảo Tuấn cũng nhìn ra. Bởi vì trầm tường cái kia cái kia ba cái tiết cầu bình thường trái cây, khắp khuôn mặt là tò mò. Trầm tường gật đầu, đây hẳn là tẩy cốt đan vị thuốc chính tài quyết tâm linh quả đi. Nghe nói so thiết còn muốn cứng ngắc còn muốn rất khó nung nấu. Lý Bảo Tuấn giật mình mà nói rằng, người không có luyện chế quá, tại sao vừa nãy sẽ nói không có vấn đề này đối với ngươi mà nói nhưng là phi thường bất lợi. Trầm tường cười nhạt, không sao ta chỉ là muốn thử nghiệm thử nghiệm. Bởi vì này tẩy cốt đan dược liệu hiện tại hy hữu, hiếm thấy gặp phải ta đương nhiên muốn liều lĩnh đi thử nghiệm luyện chế một phen. Trầm tường nói cũng đúng thật sự. Chỉ cần nhìn thấy một ít dược liệu hy hữu, hắn liền an lại không được muốn đi luyện chế. Lý Bảo Tuấn triệt để kinh hãi, kinh ngạc mà nhìn về phía Trầm Tường, chưa bao giờ luyện chế quá một loại đan, rồi lại có thể nói như thế, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Trầm Tường hiểu được cái kia cao giai luyện đan sư nhất định phải nắm giữ kỹ năng diễn luyện pháp. Tại lý Bảo Tuấn nhận thức bên trong, chỉ có tại bắt đầu học tập luyện chế huyền cấp thượng phẩm hoặc là địa cấp hạ phẩm đan thời điểm, mới bắt đầu đi học chết tiệt nọ diễn luyện pháp đó là một loại phi thường tiêu hao tinh thần phi thường tiêu hao trí tuệ luyện đan thuật nếu như học không được liền không cách nào bước vào cao giai luyện đan sư cái giai đoạn này mà trầm tường hiện tại chỉ là luyện chế huyền cấp hạ phẩm đan liền nắm giữ loại cao cấp này luyện đan kỹ năng có thể nói là thiên tài bên trong thiên tài lý bảo tuấn sâu hút vài hơi khí mới hoãn lại đây nghiêm túc hỏi ngươi thật sự hiểu được diễn luyện pháp trầm tường đáp ta lần thứ nhất luyện chế ngũ hành chân nguyên đan thời điểm chính là dùng diễn luyện pháp hơn nữa khi đó điều kiện vẫn rất kém cỏi khi đó trầm tường không có lò luyện đan là lợi dụng pháp lực biến ảo ra một cái trong suốt lò luyện đan đến luyện chế có thể nói là khó càng thêm khó nhưng là bởi vì như vậy mới để cho hắn đặt vững diễn luyện pháp cơ sở cái này cũng là hoa hương nguyệt công lao cho nên trầm tường rất cảm kích nàng sư phụ của ngươi là ai Lý Bảo Tuấn theo bản năng mà hỏi sau đó nhìn về phía hoa hương nguyệt tuổi còn trẻ liền nắm giữ cao cường như vậy luyện đan cơ sở người. Sư phụ khẳng định không đơn giản. Dạy ta luyện đan có ba cái, một người chính là nàng, còn có chính là ta thái vũ môn một trưởng lão, sau đó chính là một cái lão tiền bối. Ta không thể nói ra tên của nàng. Trầm tường ăn ngay nói thật tại thái đan vương viện thời điểm, đan trưởng lão cũng chỉ đạo qua hắn luyện đan, khi đó cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ mà hoa hương nguyệt tại đan hương đào nguyên luyện đan thi đấu lúc cho trầm tường xuất ra rất lớn nan đề, làm cho trầm tường không thể không đột phá tự thân bình cảnh. Do đó nắm giữ diễn luyện pháp cùng huyễn pháp bảo lô. Lý Bảo Tuấn thở dài một tiếng, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, hắn biết mình vừa nãy chính là mắt chó coi thường người khác, hắn tin tưởng nếu như trầm tường có thể đi đến hắn mức này. Thành tựu nhất định sẽ vượt xa khỏi hắn. Trận thứ hai tỷ thí bắt đầu, Lý Bảo Tuấn phi thường nhìn chúng trận tỷ thí này, bởi vì hắn thua trận này, cũng chưa có bất kỳ chờ mình cơ hội. Hắn đường đường một cái lão luyện đan sư, khoảng cách đan tông rất gần, nhưng vẫn là bại bởi một cái tiểu quỷ, hắn xem như là sống uổng phí. Trầm tường cùng Lý Bảo Tuấn bắt đầu xử lý dược liệu, Lý Bảo Tuấn trước hết xử lý tốt, hắn trước tiên luyện chế chính là ngũ hành chân nguyên đan, mà để Lý Bảo Tuấn có chút không rõ chính là Trầm Tường dĩ nhiên xử lý hai phân dược liệu, chính là Ngũ hành chân nguyên đan cùng trúc cơ đan. Gặp này, Hoa Hương Nguyệt khẽ mỉm cười, nàng biết Trầm Tường muốn làm cái gì rồi. Trầm Tường không có luyện chế quá luyện cốt đan, cho nên hắn luyện chế thời điểm cần thời gian dài đi vận chuyển diễn luyện pháp, cũng cần chậm lại tốc độ vì tranh thủ thời gian. Hắn không thể làm gì khác hơn là đồng thời luyện chế trúc cơ đan cùng Ngũ hành chân nguyên đan hoa hương nguyệt biết nàng rất nhanh có thể thấy trầm tường đồng thời luyện chế hai lô đan tràng cảnh này đối với nàng mà nói vẫn là một loại chấn động tình cảnh từ khi sau lần kia nàng liền lặng lẽ đã nếm thử tuy rằng cũng có thể thành công bất quá khắp mọi mặt đều xa xa không bằng trầm tường thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau